Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Thì nói chung hôm nay mình đã về quê hương thì cái đất nước mình đang phát triển và đổi mới phải nói là rất là tốt. Tôi phải nói rất là ngạc nhiên, không phải giống như những cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại, tụi nó tuyên truyền và chống phá. Các bạn biết, mặc dù là tình hình Covid nó diễn ra trong những cái tháng qua rất là phức tạp, nhưng mà tôi thấy cái vấn đề mật độ xã hội và kinh tế nó xảy ra, nó đang diễn ra rất là tốt trên đất nước, chứ không phải tồi tệ giống như những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước. Khi tôi còn ở bên Mỹ thì một số người cũng như cái tụi chống cộng nó trên những cái đấu trường nó xuyên tạc Việt Nam, nó nói rằng bệnh dịch Việt Nam đang hoành hành, kinh tế thì kiệt quệ, người chết thì rất là nhiều, nhất là những cái giới trẻ. Tụi nó tuyên truyền rồi nó xuyên tạc, nào là những cái nền kinh tế của những công ty lớn như VinFast, Việt Nam Airlines đang gặp những khó khăn chồng chất thế này thế nọ, phá sản đồ tùm lum. Các bạn thấy cái sự khốn nạn của những cái đám mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại, tụi nó rất là ô hợp và mất dạy. Thì tôi về Việt Nam tôi thấy rằng tình hình cuộc sống, phải nói là người dân hiện nay cũng gần Tết, họ rất là tấp nập anh chị các bạn. Tôi phải nói là rất là ngạc nhiên, nó không có cái sự gọi là Covid nó làm ảnh hưởng tới cái cuộc sống kinh tế hiện nay đang đi vào những cái ngày cuối năm, sự nhộn nhịp để chuẩn bị đón một năm Tết Nguyên Đán của mùa xuân năm 2022. Thì nói chung ở quê hương biết làm ăn, chưa cần cù, có tính toán thì không đến nỗi phải mà đi ngủ bờ ngủ bụi, vô trong rừng trong rú để ngủ, hay là để phải đi ship hàng chờ người ta phát gạo phát cơm cho ăn, không phải đi qua bên Mỹ ngồi đó chờ viện trợ của chính phủ cho cái này cho cái kia để mà ăn. Các bạn thấy có nhiều người Việt của mình ở trên mấy cái đấu trường, khi mà tôi chia sẻ bài được vậy, nó qua Mỹ nó chờ cứu trợ, nào là chờ phải những cái thì trợ cấp này trợ cấp nọ. Các bạn biết tiền đó là tiền vai bạc hỏi, tiền mà của những người khác họ phải đóng vào, họ nai lưng là họ trả, mà họ nhẫn tâm họ ăn trong người, họ quay đầu họ về họ xuyên tạc chống phá quê hương. Tôi thấy rất là tồi bại. Bởi vì tụi Mỹ các bạn biết cái dân bản xứ nó khinh mấy cái thành phần người Việt của mình mà ăn cái phúc lợi xã hội, ngồi đó trông chờ mà quay về Việt Nam thì gì là xuyên tạc. Tôi nói các bạn, nước Mỹ hiện nay nợ nần chồng chất, phải như thằng Mỹ nó có tài nguyên, nó khai thác, nó dư thừa, nó không có nợ nần, mà nó đem cái tài nguyên nó về nó cho dân thì mình không nói gì. Và đằng này nó phải đi tiền vai bạc hỏi, mà ngồi đó lên trên mạng là nó qua Mỹ thì được trợ cấp tiền điện, tiền nhà, tiền cửa, tiền phúc lợi xã hội thế này thế nọ, ngồi đó có là chê bai chửi bới quê hương, rồi xuyên tạc chống phá, nói cái gì nó đúng thì không nói, mà nói những cái điều mà nó không đúng. Bởi vì tôi ghét mấy, tôi căm thù mấy cái đám mà chống cộng cực đoan ô hợp, mấy cái đám mà ngụy nô, tôi gọi tụi nó là ngụy nô. mấy cái đám này nó cài vô lắm,
nó mẹ cái thằng này nó ở bên Mỹ, nó cũng chửi Mỹ, nó về Việt Nam nó cũng chửi Mỹ. Mà sao ngộ với cái người Việt Nam của mình ngộ thì chứ, nhiều khi tôi thấy đau lòng cái là mình nói về nước Mỹ mặt trái thì nó bảo mình chửi Mỹ, mà khi đó nó nói xấu Việt Nam, nó xuyên tạc Việt Nam á, thì nó nói không từ cái thứ gì hết, nó xuyên tạc không chứ, mà mình có xuyên tạc nước Mỹ đâu, các bạn thấy mình có bao giờ mình xuyên tạc nước Mỹ của tụi nó đâu, mình có bao giờ xuyên tạc nước Mỹ đâu, là mình nói cái gì là nó dựa trên những cái bằng chứng sự thật. Các bạn hỏi đời mình mà link đồ là lại mình có hết trơn à, chứ mình lại mình chưa bao giờ mà bị đặt nói cái gì mà nó không có bằng chứng hết trơn á. Mấy hôm nay cái thằng mà Trần Duy á, với lại cái con nhỏ gì à, có cái nick An Nhiên, nó trùng với có nhiều nhiều người nick An Nhiên, mà con nhỏ này nó chống cộng, con nhỏ này nó cũng ở cái lạy người Công giáo, nó cứ chửi. Để mình post cho anh chị các bạn coi, nó chửi mình suốt luôn, nó nói mình chửi Mỹ. Còn cái thằng Trần Ngọc Duy á, thì thằng này ở Đồng Nai à, mà nó cuồng tư bản, mà nó cứ nói mình chửi Mỹ, bởi vì có nhiều người mình thấy tội cho họ, họ không hiểu gì về nước Mỹ, họ ngồi đó họ cuồng cái hàng Mỹ, mà trong khi đó nhìn về Việt Nam thì bản thân họ thì không có chịu lo làm ăn hay cuộc sống, nhìn tiêu cực rồi quay ra bức xúc và chống phá. Các bạn thấy ở quê nhà cuộc sống mình quay bạn coi thấy tấp nập xe cộ người buôn quán, nó gần như mình không thấy cái gì gọi là cái biến cái sự Covid nó làm tê liệt cái nền kinh tế Việt Nam cả. Không những cuộc sống của một số người họ họ khá lên, tại vì họ có những cái sự thay đổi về mô hình làm ăn của họ. Còn các bạn nhìn quay qua nước Mỹ, chèn trời ơi, vô gia cư thì ngày càng đông lên, người nghèo thì càng lúc càng đông lên, cuộc sống công ăn việc làm thì khó khăn, vật giá thì leo thang, dùng dục làm thì cài sắp mặt, mà về nhìn về Việt Nam thì ôi thôi, chửi bới xuyên tạc đủ thứ hết. Thấy mặt rầu. Có người bảo tôi đừng có chửi cái tụi chống cộng, tôi nói ngày nào mà tụi nó còn xuyên tạc chống phá Việt Nam là ngày đó tôi còn chửi tụi nó. Bảo cứ sống bình yên đi, để tôi post cái link cái câu nói của cái người này cũng là đảng viên đó nha anh chị các bạn. Nhiều khi tôi thấy một số những người mà họ cán bộ đồ họ cũng không có hiểu về nước Mỹ, họ nhìn rất là sai lệch, bởi vì tôi cố gắng làm sao tôi đấu tranh trên này để cho mọi người nhìn thấy rõ cái bộ mặt thật của cái chủ nghĩa tư bản nói chung và thằng Mỹ nói riêng, và những người mà gọi là kiều bào chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại, nó không có phải như các bạn nghĩ đâu. Có mấy ông mà ở trong nước kêu Minh đừng có chửi tụi ba que thế này thế nọ, rồi cứ sống yêu đất nước là được rồi thế này rồi. Trời ơi, nói vậy đâu có được, mình yêu quê hương đất nước mình phải chống lại cái luận điệu xuyên tạc của những cái bọn thế lực thù địch, thế lực mà quy nô, thế lực lao nô. Quy nô lao nô, tôi kêu mấy cái đám đó là toàn là quy nô với lao nô ăn hại nô, toàn là cái thứ nô lệ, qua xứ người ta nô lệ, mà nhìn vào Việt Nam là chèn ơi nó chống phá, đâu có ngồi im phanh tay vậy được, mình phải có trách nhiệm chứ các bạn ấy. Đất nước này yên bình được hôm nay là biết bao nhiêu người đã nằm xuống, mình cuộc sống của mình càng có được những cái gì như hôm nay, mình phải biết ơn những người đã nằm xuống, đâu có để cái tụi đó nó xuyên tạc chống phá đất nước được gì thôi. Nếu mà tôi nghĩ như những người mà họ kêu tôi đừng có chống chửi cái tụi ba que thì tôi không có mặt trên cộng đồng mạng này đâu, mấy chục năm nay đâu,
tội gì phải lên trên này để cho nó truy nã ở bên kia, rồi nào là Việt Nam nó truy nã nữa. Con người của tôi sự thật, cái đàn ông sự thật, mình phải có trách nhiệm với quê hương anh chị ơi. Các bạn là người Việt Nam mà các bạn không có trách nhiệm với tổ quốc thì tôi nói các bạn đang có một cái gì đó thiếu thốn trong cái cuộc sống của mình. Mình tinh thần dân tộc của mình phải bảo vệ cái đất nước này, cái sự bình yên. Các bạn đâu có muốn đất nước này loạn lạc chiến tranh đâu. Hiện nay trên thế giới biết bao nhiêu những cuộc chiến tranh lớn nhỏ, bọn tư bản, mấy thằng tài phiệt nó tung súng ống ra nó bán để cho người ta đánh nhau, giết nhau. Trong khi đó đất nước mình bình yên, các bạn đang có một cơ chế, người ta đang bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. Những nan đề tiêu cực trong xã hội ngày càng đang được khắc phục. Ở bên Mỹ các bạn biết bây giờ mà chợ búa, nhà hàng hay cửa tiệm đồ ở bên Cali đó, nó vô nó đập, nó lấy, nó khiêng đi là không dám nói luôn. Không dám nói luôn, cứ để nó khiêng đi. Cái luật nó ra, cái đến nỗi mà nó ra cái luật là ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp mà dưới 900 là không xử hình sự. Cảnh sát nó đứng nó ngó, không làm gì hết. Cái đám chính trị Mỹ bây giờ nó thối nát, giả man. Nó thao túng nhau. Thôi thì lại mình lại tới đây. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn.